Mới chưa tỉnh, mới tôi tỉnh nay chừng tuần hai vậy đó, tôi mới đi đốt nhang hôm qua đấy, mới đi tới chùa đốt nhang. Tôi nói đáng lẽ ra tôi ngồi trên đó mới phải, cái đó nhường cho tôi cúng dường cho thượng tọa 100 triệu ngay bây giờ để làm thêm cái chùa. Cái chùa đó tôi hỏi ra là các vị đệ tử đó nói đó nha, làm mới có khoảng 10 triệu, nhưng mà bây giờ muốn xài cho được cái chùa đó đó là còn khoảng 12 triệu nữa. Do vậy cho nên là khi mà tôi tới tôi đốt nhang bàn thờ thượng tọa Thiện Tâm, tôi nói lẽ ra thượng tọa phải để cái vị trí đó cho tôi. Tôi cúng 100 triệu ngay tức khắc để thượng tọa làm thêm cái chùa, dù nó nhỏ nhưng mà cũng làm thêm được cái gì đó. Chứ cái tuổi thượng tọa ta có cái 64 à, chưa được phong hòa thượng, mới 64 à. Còn tu tóc ba về mà để tôi lấy lớp về mà người ta nói tôi là cái ông Từ Thông dữ quá, nói bạo tợn, hùng hổ gì đó đủ thứ. Thậm chí có người nói tôi chửi, chứ mà chửi cái gì, tôi nói nghe cũng hơi đau thiệt. Đau là khi nào á, trời ơi, cái một kẻ tài quầy vậy mà đem mà cạo ra rồi người ta mới rửa côn, người ta mới dán được chứ. Cho nên là muốn tiện cái một nghĩa đó thì phải chịu cả xác rồi rửa côn, rồi phải dán thuốc vô mới là hiệu quả. Cho nên những điều tôi nói là giống như anh côn ốc xin già để dán thuốc, nhưng mà tao không chịu, tao nói tôi chửi chứ chửi gì. Chết sau một tuổi nên là bây giờ tôi nói cái này là cách gì ngã ngửa là hết cả cái giáo hội Phật giáo Dương Nam tôi còn ngã ngửa. Nhưng mà nói vậy tôi được cái gì, năm nay 64 tuổi rồi, lẽ ra là được phong hòa thượng hồi 60 61 mà vì trễ chiến đò. Trễ chiến đò là cái năm đại hội lúc đó mình chưa đăng ký hay gì đó biết, hay là mình mới có 59 rưỡi à, ở xá trùng ta phong mà mình 59 rưỡi ví dụ vậy, hoặc là trễ đăng ký gì đó, không được, chưa được làm hòa thượng. Mà thật nhận chân cái lẽ thật thì tuổi của hòa thượng Thiện Tâm đáng lẽ đáng được hòa thượng rồi, nhưng mà chưa được. Cho nên nãy tôi gọi là thượng tọa Thiện Tâm Quảng Tâm, thượng tọa Quảng Tâm là tôi nói theo chưa có tấn phong. Nhưng mà trước khi là thượng tọa Quảng Tâm đó, mà viên tịch đó, là thành hội làm cái lễ tấn phong trước đó đâu 3-4 ngày vậy đó. Cho nên bây giờ lẽ là phải kêu hòa thượng, chứ kêu thượng tọa như tôi nói hồi nãy đó, người ta có thể bất bẻ tôi đó. Nhưng mà bất bẻ tôi cũng bất không nổi, quật lại một cái là tự rớt ra. Cũng giống như ôm tổ tôi về, tôi nắm cái tay này tôi gỡ ra, tôi buông là tự rớt. Cho nên dầu có thể quật, nhưng mà quật cũng không nổi. Tôi nói là này là cái gì cũng nghe kỳ cục lắm, nhưng mà thôi, để khi nào nó bí hiểm vô cùng mới nói cái đó. Chứ tôi hỏi các vị chứ hòa thượng mà để mình chết rồi mới tấn phong thì mình được cái gì, đúng không? Tôi nói rằng chết mà cơm nguội, mà tôi cần cơm nguội tôi cũng đủ đủ sống nữa, mà lúc đó cơm nguội không có, cơm đóng cũng không có. Rồi để tôi chết rồi các vị đem, tôi gần chết rồi tôi hết nhai hết nuốt nổi rồi các vị đem cái ngự thiện đó, tức là cái bữa tiệc của vua đó, mà đem cho tôi tặng tôi, các vị nghĩ sao? Tôi có được gì cái ngự thiện, cái đồ ăn ngon lành của nhà vua đâu. Do vậy cho nên tôi bây giờ tôi có kiểu chơi của tôi,
Những người anh em nào trong đạo bạc của tôi, các hòa thượng thượng tọa nào mà tôi đi thăm chơi là có thể đưa 500, 1 triệu tôi cúng ngay bây giờ xài chơi, bất cứ xài cái gì theo ý muốn. Muốn hút thuốc yết là hút, muốn uống thuốc hút ba số là ba số, muốn uống trà ô long là uống. Mà tôi cúng vậy cho mà chết rồi là tôi muốn đi tôi đi, muốn không không. Ở chẳng sao cho ta ăn ta uống một phần sống chứ rồi đã chết rồi, rồi đem 50 triệu là cúng rồi thì là cái người quá cố rồi, ta đúng gì. Qua thượng đồ tôi 60 tuổi không rồi tôi là tôi còn đi hành viện tới với ta. Đi tới đâu tôi ăn tranh ngồi trước tôi làm hòa thượng, ngồi đó không cho tôi ngồi thượng tọa trung quan làm ấm vậy. Bây giờ tôi sắp chết rồi, còn mấy ngày nữa chết rồi đem cho tôi hòa thượng tôi được cái gì. Thấy không? Cho nên cái lời ngài nó trái cái lỗ tai. Người ta nghe người ta ghét vô số. Chứ đi làm vậy được cái gì? Đó, ôi dài hơn nào mà các vị hỏi tôi. Đừng có hỏi, cứ nghe của tôi nói đi. Ở trong sách vở tôi viết rồi, hết rồi, viết đầy đủ lắm rồi. Chừng nào nó vượt qua cái đó mới gặp tôi mà hỏi. Còn chưa vượt qua cái đó gặp tôi không nói, không nói câu gì hết, miễn tiếp luôn. Mà không phải cống cao ngã mạng, mà không phải là mình quý tộc gì hết trơn á. Nhưng mà đều cái mà tôi nói rồi mấy ông chửi tôi chứ mấy ông không có được gì hết á. Tôi thì mất công nghe cái chửi, cái chửi bới, cái mắng nhiếc, cái chửi thề gì đó ha. Tôi đâu ngu gì tôi làm việc đó. Đó, đây là trong cái tình đạo, tình thầy trò, nói chuyện nghe chơi vậy. Tôi thông là vậy đó. Chịu không chịu thôi. Cái lối mà làm đạo của cố Từ Thông là vậy. Không hiểu gì hết thì hỏi nói chừng nào cho rồi. Không cùng trong một đạo Phật mà đem ra cái giáo lý của đạo Hồi, của đạo Sức, của đạo Lão, của đạo Ấn đem hỏi tôi, biểu tôi nói là tôi nói chi, nói đặng là thí mạng hay sao. Cho nên là xin các vị thông cảm, không phải hỏi gì cũng nói. Gì chưa gì hết trơn mà muốn hết giờ rồi, được hết được một giờ rồi. Tôi nói cho tới chết cũng còn chưa hết đề tài. Còn cái nói mà tiếng cái rửa về nhậm gì. Cho nên cách đây hồi đó, cách đây là 30 năm, có mấy anh cán bộ cách mạng vô, anh làm công tác của Phật giáo mà anh nói câu mà tôi nhớ, tôi cũng hồi đó mình cách đây 30 năm rồi, mình nghe mình cũng khoái khoái, mà nó cũng là sự thật. Anh đi với tôi là đi miền Tây, mà người ta mời tôi thuyết pháp thì có mấy anh đi, bởi vì đi đâu cũng có cán bộ rồi đi theo cho vui, ta ủng hộ mà. Mà cái anh cán bộ này thì anh cũng vui vẻ lắm, ngồi xe chơi nói trời ơi ai chứ thầy Thiền Thông mà mời giảng thời hai thời đó, giống như tài xế lên xe mà mới đưa cái chìa vô dặn cái công tắc cái nổ mới nổ máy à, vừa nhấp ga chứ chưa có chạy tới đâu hết à. Mà trong khi đó cái xe nó có thể chạy 1 giờ 100 cây số mà mới nổ máy nhấp ga thì ăn thua gì cái xe. Cái anh cán bộ đã nói vậy. Mà cái đó có thiệt. Tôi bây giờ các vị mời tôi giảng giờ ông hồ 2 giờ nhậm với tôi, ngồi nói hoài nước hoài, chẳng qua chừng nào là đàm nó lên, nó khàn tiếng thì nghỉ vậy thôi. Đàm lên khàn tiếng thì nghỉ, chứ còn nói hoài được hoài. À, thôi thì bây giờ nói hoài được, đôi được hoài mà sao có hết. Giờ tôi nói lại cái chuyện mà làm cho tôi quan tâm đến ngày nay đó.
lên bàn thờ ngồi rồi đó, đáng lẽ để tôi mà không để. Nhưng mà tôi nói cái này là, tôi nói cái này là, tôi đi thăm cái chùa Thượng Tọa Quán Tâm làm nó nay mấy năm rồi, mà mỗi lần tôi về đây tôi có đi thăm. Tôi đi thăm để tôi học cái gì? Tôi học thiền định ở trong lúc tôi đi thăm. Tôi biết, tự tôi biết Thượng Tọa Quán Tâm làm chùa mà chưa chắc có sử dụng được cái chùa. Bởi vì Thượng Tọa Quán Tâm cái sức là ốm, con người thì gầy, mà lo công chuyện quá nhiều. Tiền á, hôm qua tôi hỏi mấy vị kế thế trụ trì đó, tôi hỏi thành thật, bởi vì mấy vị võ đó đều học trò tôi đây ra nè, học trò tại đây nè, tại chùa Thiên Minh đó, hai chục năm trước đó, giờ ra làm chủ kỳ á. Tôi hỏi mấy thầy nói thật cho tôi nghe, chứ Hòa Thượng Quán Tâm nha, bây giờ mới kêu Hòa Thượng chứ không rồi nè. Hòa Thượng Quán Tâm á, viên tịch rồi á, bây giờ mấy thầy nói thiệt cho tôi nghe đi, có mắc nợ không? Thì hai vị mà trụ trì hiện giờ đó, cũng như trụ trì trong tương lai nói là có nợ. Tôi hỏi nhiều, khoảng nhiều có biết không? Thì đây là coi như trưởng tử kế thế là họ tự biết. Họ nói mắc nợ có, còn mắc nợ 900 triệu chứ chưa tới 1 tỷ. Tôi nói cỡ đó là nhẹ. Vậy thì các thầy phải ráng mà lo trả cái nợ đó cho thầy, nghe chưa? Tôi sợ là từ 2 tỷ, 3 tỷ trở lên tới 5-10 tỷ thì đáng ngại. Chứ còn Phật tử thành phố ngày nay với cái sức của các thầy, của các ông, mà nếu mà vì thầy mình thì các ông động viên nhắc nhở Phật tử người ta có thể ủng hộ để trả cái nợ đó cho thầy mình, nghe chưa? Phải trả cho được cho người ta, chứ đừng để người ta kêu rêu thầy mình, nghe chưa? 900 đối với người không có tiền đó thì là nó nhiều, nhưng mà với nhiều tay vỗ lên kêu tục ngữ đó mà, mình cảm tình, mình dạy dỗ Phật tử rồi, người ta cũng sẽ đau đầu lại được để trả những cái nợ cho thầy mình có 900 triệu. Thì mẹ ông hứa với tôi là làm việc đó. Tôi hỏi câu thứ hai, cái tầng lầu ở trên là chưa gì hết và còn tháp miếu với trang trí nữa, tôi hỏi theo cái chùa này mấy thầy đánh giá còn cỡ bao nhiêu nữa là hoàn chỉnh? Mấy thầy đã nói rằng là còn cỡ, nếu mà làm gọn ghẽ khéo léo thì có 9 triệu nữa, 9 tỷ nữa, 9 tỷ nữa. Mà còn mà làm cho tôi tối mà nhẹ nhàng, nó đỡ lo hơn á, không có dụng sức dụng công của chính mình á, thì có 12 tỷ thì hoàn thành. Đấy, từ cái chỗ đó thì cái sự nhận thức của tôi biết là Hòa Thượng Quán Tâm có thể không làm rồi cái chùa đúng. Bây giờ tôi còn nhận biết vài vị nữa cũng có thể khó được ở cái chùa của mình. Bởi vì chùa bây giờ người ta làm cái tên là 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, 50 tỷ, tới 100 tỷ. Mà cái tuổi mà cỡ 60 trở lên rồi đó thì mà lo đó là trong sách giờ dở ta đó gọi là tâm sầu bạch phát, lo ung thư quá đó, rồi ăn cũng không ngon, ngủ không yên, rồi nó mau già rồi thì nó chết. Mà công trình mình làm không có mau được đó, cho nên đã có, đang có và sẽ có mãi mãi. Còn cái mà tôi muốn nói, mà tôi nói cái này nó đụng chạm nữa là các Phật tử cũng không chịu nữa. Trời, các vị tưởng đâu làm Phật sướng lắm sao? Các vị tưởng đâu làm Quan Âm sướng lắm sao? Các vị tưởng đâu làm Địa Tạng sướng lắm sao?
các vị như tới cái chùa mà tôi nói đó nha, cũng là Phật, mà Phật nào đó thì nên ngang chánh trệ, an hữu phước báo an lành được kể lại người cúng. Rồi cũng là Phật mà ngồi ở dưới cái tầng hầm tối âm u như vậy, Địa Tạng có, Như Đà có, Quan Âm có, và còn nhiều gì có nữa. Thế thì các vị nghĩ sao về vấn đề mình tạo tượng tạo tốt rồi mình lại rồi mình tổng trước những cái bàn thờ Phật như vậy? Phật mà cũng có bị tù tội, cũng bị sa đọa, cũng bị suy thoái, cũng bị xuống ga xuống cấp vậy sao? Vậy mà chưa có thật. Cái gì muốn đi coi đi đi, coi cái tôi có nói sai không đó. Cho nên vấn đề lại Phật, thờ Phật, cúng Phật, xây chùa, xây tháp, xây cái gì đó, các vị nghiên cứu ở trong những cái quyển này, phải đọc 150 bài trong tập như quyển thiền sư, đọc cái này là tới tập 4. Lần sau nói tôi chưa chắc, bởi vì tôi nói đó là nó thật đó, tôi thăm kỳ này có thể là lập chọn, nhưng mà nếu tôi chưa chấp có thể 3 tháng sau hoặc là khoảng trầm tháng 7 hoặc là cuối tháng 7 tôi về tôi cúng dường cho các vị tập 4 nữa đang in, tập 4 đang in. Mà tôi tính từng ngày chứ còn tính tháng là lâu rồi nha. Vô thượng lão bệnh bất diễn nhân kỳ phải tính từng ngày chứ không có tính tháng, càng không được tính năm. Cho nên tôi mà nói chuyện cái gì mà làm tính một năm là mấy tháng rồi đó, tôi không có làm nữa. Hồi 40-50 tuổi thì mình làm cái chuyện mà 1-2 tháng nửa năm mà còn không thèm làm. Bây giờ hơn 80 rồi đâu có chuyện gì cái công trình mà tính tháng tính năm là không bao giờ làm. Cho nên bây giờ viết cái này chơi tới tập 4 rồi, bắt đầu viết có tập 5 nữa để cúng dường chơi vậy hả. Nhưng mà in rồi đó mà chưa chắc là gửi cúng dường tới các vị được. Lần sau không chắc có về được không. Do vậy cho nên là tôi nhắc lại là hiện giờ đó mỗi tuần là tôi cố gắng ngày nửa đêm nha, 1-2 giờ khuya vậy tôi giảng một bài 1.5 tiếng đồng hồ, giống như đây là giờ làm 1.5 tiếng vậy đó, gửi lên trên mạng rồi về đây có người kéo xuống rồi ta in ra ta cho, in ra ta cho hoặc là tên ra ai có tiền thì bỏ vô cũng mua ở mạng dĩa ai bằng ngàn á, rồi nghe mà nếu mà những vị nào mà hiểu ý tôi nói và tin tưởng ở đây cái điều của tôi nói thì các vị nghe có lẽ rất lớn. Tuy nhiên có những vị nghe cũng chữ thề, cũng chữ thề là mắng nhiếc không sao hết. Cái điều đó tôi chấp nhận, năm nay là cuộc đời tôi mấy mươi năm ở chế bộ, đâu phải mới đây đâu. Rồi Phật Thích Ca mà cũng bị nạn là sao? Quan Âm, Địa Tạng, Bồ Tát gì đều bị nạn hết. Trong khi đó có cũng Thích Ca, Quan Âm, Địa Tạng lại đứng chởn chệ hiên ngang, được lại được cúng nghi ngút khói hương. Còn cũng Phật Thích Ca, Địa Tạng, Quan Âm mà ở với cái tầng hầm, cái tầng hầm đó sau này ta trang trí, ta lót gạch lại mới để xe. Nhưng mà bây giờ là Địa Tạng, Quan Âm, Thích Ca, Di Đà đều ở trong tầng hầm đó thì các vị nghĩ sao? Thế là các vị lại những ông Phật đó, hồi đó đó các vị lại những ông Phật đó còn đương quyền đương chức trên bàn đó, có phải là Phật hay không? Mà nếu đã là Phật rồi thì tại sao phải ra cái thân như vậy? Phật người ta đã dứt hết những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, cái tầng sao hoặc ở trong tam giới rồi, mà Phật phải đọa là sao? Vậy mà Phật có đọa đàng hoàng, phải chịu cho cái khổ của khổ, khổ hành, khổ hoại khổ,
ái biệt ly khổ, quán tánh mọi khổ, cầu bất đắc khổ. Cầu bất đắc khổ tại sao? Là vì Phật kia về cũng là Phật, mà ngồi trên trên ta lại nói ông Nghiên Cứu, còn ta đây cũng là Phật, mà tại sao ta ngồi với cái tầng hầm ở bụi đen tối? Vậy thì ông Phật này cùng với ông Phật ngồi ở trên cái chỗ đường bệ vinh quang đó, một hay là nhiều, khác hay là không khác? Rồi giá như trước đây mà các vị đã từng lại cái vị Phật đó, bây giờ các vị còn bằng lòng lại nữa không? Tại sao trước đây các vị lại cái ông Phật đó, ông Địa Tạng đó, ông Bồ Tát Quan Âm đó, mà bây giờ là để với cái tầng hầm vậy các vị không lại? Vậy là các vị tu hành cái gì? Thấy không? Cho nên là không phải tham thiền là cái đó, biết cái nào là thiền. Đây chỉ có hỏi là thế nào là chánh định, thế nào là chánh thiền, rồi cái nào là không chánh định, không chánh thiền đó. Phải đọc cái này cái mới hỏi được chứ. Phải đọc rồi mới hỏi được. Mà đọc rồi phải thiền định, phải tư duy mới biết được. Chứ còn đọc không là tôi có làm sao không tôi chơi đâu rồi nha. Tôi không phải văn sĩ, càng không phải thi sĩ, mà tất cả những cái này gọi là thơ chứ vậy thôi, chứ thì thật là kinh để nhắc nhở từng món mặt này mặt khác, chứ không có đồ chơi. Không phải văn sĩ rồi mà càng cũng không có ý định làm thi sĩ. Còn một cái nữa mà bây giờ tôi không muốn nói chùa, nói cái tên chùa rồi người ta nói tôi muốn xiên xỏ, chứ người ta thờ cái lạ hết sức. Mà nếu các vị đi là các vị phải biết cái ông gì. Cái ông đó mặt mày thì giống như là bụng tròn do, mà nó dung ra, mặc áo thì là thả phải thả để bạch ngực. Thì con mắt tôi không được rõ, tôi hỏi mấy anh thì giả chứ trong đó ta có đề cái chữ gì không? Thì các vị thì giả nói cái đề đó là Di Lặc. Mà Di Lặc là anh mặc cái áo bắp ngực ra như cái bụng, coi như cái bụng đó gần như mà một cái thúng dê lúa mà đem ốp vào lại. Tôi chưa nói chữ gì lặt nghe, chữ gì lặt hay lắm chứ không phải gì lặt như các vị biết và các vị tưởng đâu. Rồi sau lưng á, nó cái bụng có nhiều nhất là bằng cái bàn này nha. Thì cái ông gì đó nó không đứng ra, không đưa cái bụng hàng ra vậy. Còn sau lưng mà đau lưng cũng là cái ông đó là người ta gọi là Di Lặc, chứ không phải tôi nói à nha. Tôi không cho là Di Lặc nói gì vậy. Sau lưng nó có ba cái nạc mà người ta gọi là Quan Âm hay là Thánh Trí hay là cái nạc gì tôi không biết. Mà ba cái nạc thật là đẹp đẽ, mặc áo màu xanh nước biển, mặt mày nó là đẹp đẽ giống như những người mà nó là cái bằng hoa hậu thế giới. Mặt mày đẹp đẽ đứng dáng vẻ phương minh đâu lên là ngoài ba bà nó là ba thì cái đầu của tôi cũng quá mắt lắm. Thế gian của Việt Nam mà cái ông nội này không biết là sao. Người ta nói một vợ thì nằm về lèo, ba vợ là nằm về quê, ba vợ là ra chùa heo mà nằm. Trời ơi, mà ông vậy mà ông ba bà chứ vậy. Rồi có thiền giả nó cũng thông minh, nó nói cho vậy cho nên ba cái bà này đâu có ai nhìn mặt ai đâu. Ba cái bà này mà nó ra vậy, một bà như vậy, có ba như vậy, có ba như vậy.
còn mấy ông này người ta hết lớn. Nó hay là sao đó. Cho nên tôi về định là tôi muốn làm thơ, tôi bảo biết có làm vậy mà không ra thì chết. Y như câu tục ngữ của Việt Nam. Mà cái ông đó mà gọi là làm như vậy thì thôi là quá tệ. Ba bà mà đau lưng mà đau lưng mà phải có vẻ là ấm thì cũng còn có cái nghĩa gì kia chút đỉnh ha, an ủi ha, thì ba bà là không được nhau. Lúc y thì câu tục ngữ của Việt Nam. Mà ba bà ở đây mà đau lưng cái mình mà ba mặt như vậy thì mình trong đời sao có nổi đây trời. Sự thật đấy. Bây giờ các chị muốn đi coi cái đó không? Đúng hả? Thôi, ở đây có nhiều chị ở đây còn thông minh hơn tôi nhiều, tôi không nói đâu. Tự kiếm mà coi. Rồi còn một cái nữa, cái tôi nói là các chị mắng giết tôi là chữ thề. Trời Phật ơi, Phật sao mà khổ sở dữ vậy? Phật phu khổ sở đã đành, lên voi xuống chó đã đành, lên xe xuống ngựa đã đành. Phật cũng vậy. Tàn tệ vô cùng. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói thiệt đây nha. Nhân chi tôi tử kỳ ngôn giả thiện nha. Có một cái gốc cây, cây cổ thụ ôm cái gì đó thì tôi nhìn con nhỏ mà tôi cũng cần biết tên nó chỉ kỳ gia là cái gì đó kể đó. Ở dưới này cái đàn nó tán xung quanh. Ở trong đó hả, thần tài có, thổ địa có, thổ thần có, Quan Âm có, Địa Tạng có, Phật Di Đà có, Phật Thích Ca có, và Phế Trí, và dân dân, và dân dân. Người ta bỏ một đống đó đến ra một cuộc cỡ chừng dài cũng cần xé hay hơn gì đó. Mà tới đây ta bỏ là la ra trên cái đàn của gốc cây. Thế là qua cái đầu của những người Phật tử học đạo đó. Đó là cái đề tài thiền định đó. Hỏi tôi cái gì? Hỏi cái thế nào là chân định đúng, thế nào là chân định sai, cái gì nữa? Thiền định là biết hả? Nếu thật tài là thật linh, thổ địa thật linh, thì người ta đâu có nên bỏ mấy cái ông Phật của bớt của thành cái đống như là cái đống vật dụng vậy. Nếu Quan Âm Bồ Tát thật linh, cầu gì được đấy, nguyện gì mẹ cho cái đấy, thì ta đâu có nên bỏ vậy. Nếu Địa Tạng Bồ Tát mà thật cứu rỗi tất cả tâm linh của ông bà cha mẹ người này người kia, thì người ta cũng không có đem người ta bỏ như vậy. Nếu Phật Thích Ca mà cầu gì được đấy, thì người ta cũng đâu có nên bỏ như vậy. Nếu Phật Di Đà là tiếp dẫn người ta trực giảng Tây Phương, giảng sanh cả độ, thì đâu mà ở cái cõi mà đau đớn ê chề như vậy. Vậy mà chuyện nghe kỳ quá mà có thật. Thế thì các vị hãy tưởng tượng coi, cái mà ta bỏ tiền ra, ta làm tượng, làm cốt, làm đủ thứ, rồi ta cúng, rồi ta lại, mà người ta còn khai quan điểm nhắn. Trời Phật ơi, đi mua thằng đài, mua tổ địa, mua Quan Âm Bồ Tát ngoài đem về do mấy thằng chùa mà thầy chùa đó, mấy thằng ông thân thì ra đây nó ở đâu đấy, có khai quan điểm nhé. Cái bài khai quan điểm nhé, cái bài An Vị Thật đó ha, là đó. Ô thấy thử giả tất công các thủy tự thiên chân, tôi làm lấy tiền được lắm nha. Tôi cầm ở đây, tôi cầm ở đây, tôi nhìn vô. Em thấy chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập trò bất chi lương thấy bất thể thể diệt tận bất thân cần bất diệt cần phải cắt
tự kỷ mà tôi khổ thì nó đâu khổ anh ha. Phật là tại sao có vậy? Là vì mọi người ai cũng có Phật đó.
cái trí óc, cái đầu, cái óc của mình. Mình giác ngộ 10% cái lý thì mình thành Phật 10%. Mình giác ngộ 50% cái lý thì mình Phật được 50%. Mà mình có điều kiện tu hành tốt thì mình định quán chiếu nhiều, mình giác ngộ tới 90% chân lý, mình khỏi sai lầm, khỏi đau khổ 90%. Mình chỉ còn bị ràng buộc đau thương 10% trong cuộc sống, thế là mình thành Phật 90%. Phải học Phật như vậy mới là đệ tử ruột của Phật. Còn mình không có hả, quy y rồi lại để cúng mỗi ngày rồi chân bông mới hoài đi nữa, cái đó phải. Người ta ít tiền ít bạc, cái tâm người ta tốt mà ta không có mua bông bông mới để ta thay Phật, rồi người đó không phải là để thay Phật hay sao? Nói chuyện đâu có được. Cho nên học Phật không phải là ngày nào cũng mua bông mới thay cho Phật, không phải là ngày nào cũng mua trái cây và thượng hải hạnh của Thái Lan nữa, Mỹ, Trung Quốc rồi để cúng cho Phật, phải vậy không? Rồi những cái đó nhiều đâu có, từ chân chơi không có ông sao hết. Vấn đề là cái đầu đó. Cho nên bây giờ thì chúng tôi đem ra, tôi nói bài các vị để cái bài để chỉ cách để nhận thức. Mà cái giờ tôi nói vậy đó, nói vậy thì gọi là nhắc nhở thôi. Mà những cái mà các vị tu rất là có hết, cho nên từ đây về sau tôi nhắc nhở nhắc nhở. Tôi xin xin nhắc với các Phật tử là bữa nay đó, tôi định nói với các Phật tử một cái bài. Cái này nhỏ quá vậy, có nghe nghe rõ không? Tôi định chuyển đạt tới các Phật tử cái bài Ly Ngôn. Mà ta Ly Ngôn ở trong cái Như Quyển Thiền Sư tập 1. Ngón tay chỉ trong tập 1 cái bài Ly Ngôn. Trước kia các vị có rồi nhưng mà không có cái trực chỉ đề cương. Bây giờ các vị về đọc cái bài Ly Ngôn này, đồng thời đọc cái trực chỉ đề cương của mỗi bài mỗi bài, thì nó sẽ giúp ích cho các Phật tử đó. Đó là cái đợt này. Nếu đợt sau mà tôi chưa phải là chết hả, thì các vị sẽ cúng dường đến nơi tại các Phật tử tập 4. Tập 4 bây giờ đang in. Đây là toàn là những cái gợi ý mà để con người Phật tử tu thiền, thiền định đó mà. Thì cái đầu đề các bạn thơ cũng như thực tiễn này là ta hướng dẫn thiền định. Do vậy mà muốn hỏi vấn đề thiền định thì phải đọc cái này cái đã. Rồi các vị tự, nếu đọc nhiều rồi các vị tự nó ra, nó mở ra. Đức Phật xưa kia đó, do thiền định mà phát sinh trí tuệ thành vô thượng Bồ Đề mà không có thầy chỉ dạy. Còn đời nay Phật tử chúng ta có Đức Phật chỉ dạy, có thầy Từ Thông viết đề cương để hướng dẫn tu tập thiền định. Thế thì là chúng ta nếu mà cố gắng thì vận dụng trí tuệ, chúng ta có thể có được trí tuệ không phải khó như Đức Phật hồi xưa. Cho nên cái này có tiền bạc đóng góp của các Phật tử trong này nha. Mình bỏ quan quý uổng. Cái này có Phật tử gửi trong này là đóng góp trong này nè. Mà mục đích của tôi làm mà cái thân già vậy mà tôi làm vậy là khó lắm đó. Mà tôi lắm tôi làm là để góp phần giúp tài liệu cho Phật tử tu học thiền định đấy. Thế thì bây giờ hết giờ rồi. Nhắc lại là các Phật tử cứ theo dõi ở trên mạng, ở trên website, rồi các Phật tử theo dõi những cái chỗ mà người ta kéo xuống, người ta làm đĩa, làm băng á, các vị sẽ được nghe lại. Và nghe lại cả tất cả những gì mà kinh điển của tôi giảng từ trước tới nay cũng có.
và ở trong này nó có cái địa chỉ của ba cái bốn của bốn cái trang website, của bốn cái trang web ở từ Việt Nam cũng như ở ngoài quốc ha. Thì nếu có em cháu mà nó tuổi trẻ đó mà thì kéo xuống mà in ra mà sang ra mà đọc. Tôi thì hết giờ rồi, xin ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận. Nam mô vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.